Ok, lại xin chào đến toàn thể anh em và các bác đam mê bộ môn súng hơi, súng nén khí, súng bắn chim Đến với video ngắn tiếp theo của bên shop nhé Ngày hôm nay thì lại tiếp tục lên giới thiệu đến cho anh em và trả hàng Những anh em đã tin tưởng và đặt hàng bên shop Nhận qua hình thức đó là lắp ráp, căn chỉnh gửi xe nguyên cây thì Tất cả những mặt hàng ngày hôm nay sẽ lên giới thiệu đến cho anh em thì là Đều là những mẫu PCB Condo của dòng Condo thẳng này và Condo Z anh em nhé thì anh em nào mà là tín đồ của dòng côn đô thì có thể là theo dõi hết video này. Em sẽ giới thiệu chi tiết cho anh em về cấu hình và mẫu mã sản phẩm. Từ những cấu hình tầm trung cho tới cấu hình tầm khá, đem mồi cự ly xa. Để anh em có thể là lựa chọn về đi săn. Anh em bác nào và các bác nào mà xem video có nhu cầu mua bán thì vui lòng liên hệ trực tiếp cho bên shop qua hai số điện thoại trên biển đây. Mua bán thì tránh tình trạng lừa đảo, anh em gọi điện trực tiếp cho shop qua hai số này. Like hoặc là kết bạn zalo, telegram em nhé. hai số này thì đều có zalo và telegram để anh em có thể là kết bạn. bên shop sẽ tư vấn cho anh em thêm cấu hình mẫu mã sản phẩm em nhé. thì súng uh, ống thì uh, mỗi cấu hình nó sẽ có giá tiền nó khác nhau, không cấu hình nào giống cấu hình nào. anh em đừng có nhìn qua bề ngoài mà đánh giá một khẩu súng uh, giá tiền như này như kia. đấy, bởi vì anh em không biết là bên trong nó sẽ như thế nào, cấu hình ra làm sao. đấy, mỗi cấu hình là một giá tiền. nên anh em muốn cấu hình như thế nào thì cứ báo shop. Hoặc anh em còn có, có thể là mua như cái mã mà shop đánh ở trên uh, video đây. Đấy. Ví dụ như cái mã X69 này thì là 4 triệu 900. Thì nó sẽ cấu hình nó sẽ khác với là X70. Đấy. Nhớ anh em là mới lần đầu chơi súng thì gọi điện đến là à, anh ơi súng có bao nhiêu tiền. Anh ơi bao nhiêu tiền một khẩu súng thì cái đấy thì nói thật với anh em là rất khó trả lời. Bởi vì súng ống nào à, mỗi cấu hình nó sẽ có giá tiền nó khác nhau nên là nhiều anh em anh em nên điện đến là hỏi là anh ơi uh, uh, Em muốn mua cây tờ súng tầm bao nhiêu tiền? Tầm 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 triệu. Anh có không? Thì em sẽ trả lời luôn hoặc gửi hình ảnh cho anh em luôn. Đấy. Hoặc anh em có thể xem video ưng mẫu nào, ưng sản phẩm nào thì liên hệ cho bên em qua hai số thoại đây. Đấy. Còn về thức vận chuyển hàng cho anh em thì uh, là lắp ráp gửi xe nguyên cây nghĩa là gửi xe là gửi nguyên một cây như thế này cho anh em đóng làm một gói hàng anh em nhận hàng rồi thanh toán tiền qua nhà xe thế là giao dịch thành công em nhé mua hàng thì lưu ý là có cọc tiền trách nhiệm cái này thì cũng nói luôn là miền bắc là cọc 300 còn miền nam là cọc 500 cái số tiền đấy là tương đương với số tiền hỗ trợ tiền cước xe còn đâu cái giá trị của đơn hàng ví dụ như 4 triệu chín này thì anh em nhận hàng thanh toán tiền qua nhà xe đấy nhà xe đưa hàng anh em đưa tiền thế là giao dịch thành công em nhé còn cái tiền cọc đấy là tiền hỗ trợ và tiền cước xe không nằm trong giá trị của đơn hàng anh em lưu ý nhé đấy có em nào mà không muốn hỗ trợ tiền cước xe thì có chỉ có nhận phụ kiện về tự lắp ráp tự căn chỉnh thì bên shop sẽ gửi qua đường shipper gửi phụ kiện cho anh em về tự lắp ráp tự căn chỉnh một cây như thế này sẽ chia ra làm 2 đến 3 đơn tùy vào đơn hàng. Ví dụ như cây uh, 8 triệu 500 thì sẽ phải 3 đơn. Còn cây 4 triệu 900 thì sẽ làm 2 đơn. Đấy. Để giảm uh, tối thiểu là cái đơn hàng của mình nó sẽ ít tiền đi em nhé. Đấy. Còn là mua hàng thì uh, nhận qua hình thức nào anh em cũng phải cọc COD thì 100, còn gửi xe thì 3 đến 500 nghìn. Lưu ý với anh em vậy, không cọc, bên shop không gửi hàng, không bán, nói luôn là như vậy nhé tránh tình trạng là anh em đặt hàng bừa bãi nhờ anh em là đặt hàng bừa bãi là gọi điện đến đặt hàng xong rồi bảo cọc không cọc cái không cọc bảo cọc cái bảo là lừa đảo này kia anh em lên tìm hiểu thật kỹ đi đấy bên em không rảnh rỗi làm video lừa đảo anh em 300 500 đâu đấy, bán hàng trên kênh ubi rất trên nhiều năm rồi tạo thương hiệu rồi chứ không phải là à, lừa anh em 300 500 lừa 300 500 nói thật với anh em là chỉ lừa được một lần thôi. Đấy, mai anh em bóc phốt một cái thế là hết hết bán hàng nhịn ăn luôn đấy. đây còn bán hàng cho anh em như này bán được cho anh em làm cây okay, anh em chơi chơi ok thì anh em giới thiệu anh em bạn bè đấy xong rồi nhiều khi là anh em hết đạn này thay kính này thay van thay bình thay cái gì đấy thì lại được bán được cho anh em thêm đồ lại thêm cái tiền đấy đấy là cái uh, nghệ thuật bán hàng anh em nhá. Đây là anh em lưu ý về tình trạng là cọc tiền trách nhiệm nhé Đấy còn không lừa đảo anh em 300 đến 500 làm gì nhé. Còn uh, quay lại với uh, sản phẩm mà ngày hôm nay Em sẽ lên giới thiệu đến cho anh em Thì uh, đây là 3 mẫu PC Condo Thì uh, cái ba mẫu này thì em đều là trả hàng đến 3 khách Thì uh, cái uh, x69 này là trả hàng anh khách người Gia Lai Là 4 triệu 900 Thì anh khách này có cọc 500.000 rồi Số tiền 4 triệu 9 là nhận hàng thanh toán nhé X70 là trả hàng anh khách người Quảng Bình Là 7 triệu 200 À Quảng Ngãi, quyền Quảng Bình, Quảng Ngãi nhá, nhận hàng trên tuyến đường quốc lộ 1A. 7.200. Cái cây, cây này anh khách để lắp tay cầm nhựa này. X71 là 8 triệu 500 là của anh khách người Lào Cai. Đấy. Tất cả những uh, cây uh, mà làm giấy giới thiệu ở trên kênh ý, thì đều là có những anh khách đặt hàng rồi. Còn súng ống này thì nói thật với anh em là em chỉ có phụ kiện chứ không lắp ráp sẵn nhá. Ai đặt hàng bên shop mới lắp ráp, mới căn chỉnh rồi gửi cho anh nhé đấy nên là nhiều anh em điện đến bảo cho xem cấu hình trực tiếp cái này kia thì cái đấy không có nhiều khi là anh em gọi video trực tiếp xong đến là lúc đấy là bắt đầu đúng trong thời gian là em lắp ráp nhiều khi là anh em có thể xem được còn bảo là xem trực tiếp hàng cái này kia thì không có hàng em nhé em chỉ có phụ kiện anh em muốn xem phụ kiện thì rất chia đầy đủ phụ kiện cho anh em xem em nhé đấy theo đầu tiên em sẽ đi vào giới thiệu chi tiết về mẫu x69 trước thì X mẫu 69 này là cây 4, 4 triệu 900 ngàn Thì anh em sẽ được một cấu hình Đó là bình nhôm 0.35 đế bằng Anh em nào muốn nắp bình lớn thì báo shop Shop sẽ là bình lớn cho anh em Nhưng bình lớn nó sẽ dài đấy Van là van cờ đi kết bản chuẩn công ty UVN Hàng van mở độ Cô bộ khung cò ruột tay cầm gỗ Khung là khung vuông Tay cầm gỗ sạc cử sơn đen giảm âm sumo định tâm liền khối cành TK bản 20 inch cành dài em nhé em nào muốn ngắn gọn thì báo shop shop sẽ lắp cành 14 inch thì nó chiều dài của nó chỉ ra 85 cm còn cây hoàn thiện như này là 1 mét 1 kính ngắm đi có ve đi hàng VTG à, 3 9 x 40 Iraq có đèn hồng tâm bắn buổi tối cho anh em đấy thì mẫu này là 4 triệu 900 bao cho anh em chơi ở cự ly là 50 60 m 60 mét là anh em có thể săn những con chim sẻ trên trà màu còn cự ly xa hơn thì anh em có thể băm bem cò đấy kẹp Eto tô thì vẫn bao cho anh em săn cự ly 90 100. nhưng mà cái thấu kính này đối với dòng kính này thì nó nói thật với anh em dòng kính tầm trung 900 ngàn đấy nó không thể nào bằng những cái dòng kính 2 triệu đồng này được đấy nên là chế độ nhìn của nó sẽ hạn chế nhưng mà nói chung là tiền nào của đấy những cây này nói bả thật với anh em vẫn chơi bình thường săn mồi cự ly 60 70 80 m là vẫn bình thường còn những cái cây cấu hình 7 triệu 2 này thì đó là một cấu hình khá hơn thì ở đây thì là bình nhôm đít tròn này 0.42 bình nhôm đít tròn này nó sẽ đắt tiền hơn bình tây bằng này đấy đắt hơn là 5 sợ 500 ngàn van thì van vẫn là van cờ đi két đấy combo khung khung là khung tròn tay cầm nhựa thì anh khách này là yêu cầu lắp tay cầm nhựa thì shop lắp tay cầm nhựa anh nhá. Còn anh em thích lắp tay nào thì shop sẽ lắp tay vận Tay đen, tay như, uh, gỗ đen như này, hoặc tay gỗ vàng, hoặc tay nhựa như này, tùy. Giảm âm sumo định tâm liền khối. Cành thì ở cây này shop đang lắp đó là cành xm 88 tám khương. Cành XM8 này thì nó sẽ đắt tiền hơn cành TK. Đấy. Kính ngắm beta TMD, tâm số hàng chống rung chống giật, chống nhảy tâm tâm khắc kính dòng kính cao cấp dòng kính chống rung chống giật chống nhảy tâm em nhé kính này nó sẽ đắt tiền hơn dòng kính này là đắt hơn là 1 triệu một triệu mốt rồi đấy đấy là cấu hình chung và cấu hình cao nó sẽ khác nhau với cấu với giá tiền là như vậy em nhé cấu hình này anh em chỉ thêm một triệu đồng nữa lắp bình carbon thì là nó sẽ thành cấu hình cao đấy là 8 triệu hai thôi anh em nhé đấy bảy triệu hai là mẫu x 70 có tặng kèm cho anh em đó là một kg kẹo trì để anh em về chơi còn đối với những cấu hình dưới 5 triệu đồng này shop nói luôn là chỉ tặng một hộp đạn nhá anh em lưu ý có anh em mua cấu hình trên 5 triệu đồng thì shop mới tặng một cân đạn nhá x71 là 8 triệu 500 nằm khẩu Condor Z Condor Z cấu hình tầm khá thì ở đây anh khách này yêu cầu lắp một cấu hình gọi là khá chữ khá ổn định luôn kính thì lắp kính Z1000 thông số là 5 25 x 50 đấy giảm sumo canh canh xm88 khương có một khung cò ruột tay cầm gỗ khung là khung vuông tay cầm gỗ sạc cử sơ đen Vạn là van Z Van Z Super Bản 100% full inox Chống oxy hóa Chống hạt dỉ cho anh nha Hàng van này chơi cực kỳ là ok Bình thì Ông khách này nói Anh khách này nói Thì bảo là Ấy nhưng mà Anh lựa chọn một cấu hình chơi Rất chịu ok Đấy Chắc chắn là phải là tìm hiểu Kỹ càng rồi Thì mới lên cấu hình Và ok lắp như vậy Bình là bình nhôm thôi Nhưng mà kính là kính xịn Và cành thì cành xịn thì anh em sẽ chơi được cứ đi xa nhờ anh em là lắp cái cấu hình 4 triệu chín này nhưng mà cứ phải là bình carbon đấy thêm tiền vào lắp một thêm một triệu ba uh, trăm ngàn nữa để lắp cái bình carbon đấy bình carbon để làm cái gì bình e thái anh em thêm cái tiền vào lắp cái kính còn hơn chứ bình carbon nó không giải quyết được cái vấn đề gì em nhé nên là anh em uh, lưu ý ở cái vấn đề là bình và kính điều quan trọng ở trên một cái súng là cái lòng và cái kính xong đến cái van rồi mới giải quyết đến cái bình rồi lò xo bố đập rồi cái giảm em nhá đấy lên đầu tiên chơi súng em phải lựa chọn cho mình cái cảnh chuẩn này à, cái kính ngon á xong rồi những tìm hiểu những cái khác các bạn nhá đấy còn anh em nào muốn uh, tìm hiểu về những cái dòng PCB này kỹ càng hơn thì cứ liên hệ cho bên shop qua hai số điện thoại này, các bạn Zalo bên em sẽ tư vấn uh, miễn phí cho anh em và các bác các bác nhá còn là video ngắn ngày hôm nay sẽ lên uh, xin phép anh em và các bác kết thúc đây xin chào và hẹn lại anh em và các bác ở video sau nhé.